Cephalesin là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1 có tác dụng diệt khuẩn bằng cách ức chế tổng hợp vỏ tế bào vi khuẩn. Cephalesin là một kháng sinh diệt khuẩn có hoạt tính lên nhiều loại vi khuẩn gram dương và gram âm. Thuốc cephalesin là thuốc gì? 1. Cephalesin là thuốc gì? Cephalesin là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1 có tác dụng diệt khuẩn bằng cách ức chế tổng hợp vỏ tế bào vi khuẩn. Cephalexin là một kháng sinh diệt khuẩn có hoạt tính lên nhiều loại vi khuẩn gram dương và gram âm. Cephalexin bền vững với tác động của Penicillilas của Staphylococcus, do đó kháng lại các chủng Staphylococcus aureus không nhạy cảm với Penicillin hay Ampicillin. Do có khả năng sản xuất enzyme Penicillilas, Cephalexin cũng có hoạt tính lên đa số các E. coli đề kháng với ampicillin. 2. Chỉ định thuốc, đối tượng sử dụng. Điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm nhưng không chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn nặng. Các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm phế quản cấp và mạng tính và giãn phế quản nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn tai, mũi, họng bao gồm các tình trạng viêm tai giữa, viêm xoang, viêm xương trũng, viêm amidan hốc và viêm họng. Thuốc dùng điều trị tình trạng viêm đường tiết niệu bao gồm viêm bằng quang và viêm tuyến tiền liệt. Ngoài ra, thuốc còn được dùng trong dự phòng nhiễm khuẩn đường niệu tái phát, nhiễm khuẩn da, mô mềm và xương, viêm cốt tủy, điều trị dự phòng viêm màng trong tim do vi khuẩn. 3. Chống chỉ định, trường hợp không được dùng thuốc. Cephalicin không dùng cho người bệnh có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin. Không dùng cephalosporin cho người bệnh có tiền sử sốc phản vệ do penicillin hoặc phản ứng trầm trọng khác qua trung gian globulin miễn dịch IgE. 4. Cách dùng và liều dùng Cách dùng Nên uống thuốc lúc đói Nghĩa là dùng thuốc cách sau bữa ăn Và uống 1 giờ trước khi ăn Vì thức ăn có thể làm giảm tốc độ hấp thu của thuốc Bột cephalicin được bào chế để pha hỗn thành dịch uống Thêm lượng nước thích hợp vào lọ thuốc Để được hỗn dịch chứa từ 125 đến 250mg cephalicin trên 5ml Lưu ý phải lắc kỹ hỗn dịch trước khi sử dụng Đối tượng trẻ em trên 15 tuổi và người lớn Tùy mức độ nhiễm khuẩn Uống liều từ 250 đến 500 mg 4 lần một ngày, tối đa là lên tới 4 g một ngày đối với nhiễm khuẩn nặng hoặc do nhiễm vi khuẩn kém nhạy cảm. Lưu ý, cân nhắc chuyển qua đường tiêm nếu liều trên 4 g một ngày. Viêm họng và viêm amidan. Liều 500 mg 2 lần một ngày, dùng thuốc ít nhất 10 ngày. Nhiễm khuẩn xương khớp. Liều 250 mg 4 lần một ngày cho các nhiễm khuẩn từ nhẹ đến vừa. Dùng liều cao hơn trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc do nhiễm vi khuẩn kém nhạy cảm. Các đợt nhiễm khuẩn đường hô hấp liều 250 mg 4 lần một ngày cho các nhiễm khuẩn từ nhẹ đến vừa. Nếu nhiễm khuẩn trên da và cấu trúc da liều 500 mg 2 lần một ngày. Ngoài ra nhiễm khuẩn đường tiết niệu để điều trị viêm bàng quang không biến chứng thường dùng 500 mg 2 lần một ngày từ 7 đến 14 ngày. Đối tượng là trẻ em trên một tuổi dùng đường uống liều thông thường từ 25 đến 100 mg 1 kg một ngày, chia thành 3 đến 4 lần, tối đa 4 g một ngày. Viêm tai giữa cấp 75 đến 100 mg 1 kg trên một ngày, chia 4 lần một ngày. Viêm họng và viêm amidan, viêm họng do liên cầu khuẩn với liều từ 25 đến 50 mg 1 kg ngày 2 lần, 10 ngày. Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, liều từ 25 đến 50 mg trên 1 kg một ngày, 2 lần một ngày, đối tượng là người suy thận. Hiệu chỉnh liều và phải dùng thận trọng trên người suy thận nặng vì liều an toàn có thể thấp hơn liều thông thường. Theo dõi chặt lâm sàng và xét nghiệm. Độ thanh thải creatinine CRCL trên 40ml một phút không giảm liều. Độ thanh thải creatinine CLCR dưới 40ml một phút liều đầu tiên bằng liều thông thường, sau đó hiệu chỉnh dựa vào mức độ thanh thải creatinine. Cụ thể, 5. Tác dụng phụ khi dùng có thể xảy ra tỷ lệ phản ứng không mong muốn khoảng từ 3 đến 6% trên toàn bộ số người bệnh điều trị. Tiêu chảy, buồn nôn, tăng bạch cầu ưa elsin, nổi ban, mầy đay, ngứa, tăng men gan có hồi phục, lợ âu, lú lẫn, chóng mặt, mệt mỏi, ảo giác, đau đầu. Các triệu chứng hiếm khi xảy ra khi dùng thuốc cefalexin bao gồm đau đầu, chóng mặt, phản ứng phản vệ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, viêm đại tràng giả mạc. Hội chứng Steven Johnson, hồng ban đa dạng, hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng lien, phù nguyên khe, viêm gan, vàng da ứ mật, tăng ALT, tăng AST, ngứa bộ phận sinh dục, viêm âm đạo, viêm thận kẽ có hồi phục, những phản ứng dị ứng, sốc phản vệ. 6. Lưu ý khi dùng. Dung nạp thuốc. Cephalicin thường được dung nạp tốt ngay cả ở người bệnh dị ứng với penicillin. Tuy nhiên, cũng có rất ít trường hợp bị dị ứng chéo. Dùng một thời gian kéo dài cephalicin có thể làm phát triển quá mức các vi khuẩn không nhạy cảm hoặc nấm trong trường hợp này nên ngừng thuốc lưu ý tình trạng viêm đại tràng màng giả khi sử dụng các kháng sinh phổ rộng thải trừ thuốc giống như với những kháng sinh được đào thải chủ yếu qua thận khi thận suy phải giảm liều cefalexin cho thích hợp dương tính giả khi xét nghiệm glucose niệu người bệnh dùng cefalexin có thể xảy ra tình huống này khi xét nghiệm với dung dịch benedict phenol hay viên glynetes tuy nhiên với enzyme thì không ảnh hưởng. Cephalicin gây dương tính thử nghiệm Coombs. Ngoài ra, thuốc có thể ảnh hưởng đến việc định lượng creatinine bằng Pigras kiềm cho kết quả cao giả, không có ý nghĩa lâm sàng. 7. Phụ nữ mang thai, phụ nữ thời kỳ cho con bú. Thời kỳ mang thai, nghiên cứu thực nghiệm và kinh nghiệm lâm sàng chưa cho thấy có dấu hiệu về độc tính cho thai và gây quái thai. Tuy nhiên, chỉ nên dùng cephalicin cho người mang thai khi thật cần. Thời kỳ cho con bú, Nồng độ Cephalicin trong sữa mẹ rất thấp, mặc dù vậy vẫn nên cân nhắc việc ngừng cho con bú nhất thời trong thời gian mà người mẹ dùng Cephalicin. 8. Tương tác thuốc Dùng Cephalosporin liều cao cùng với các thuốc khác cũng độc với thận, như Aminoglycoside hay thuốc lợi tiểu mạnh, ví dụ như Furosemide, Acid Ethacrynic và Piretanic, có thể ảnh hưởng xấu tới chức năng thận. Kinh nghiệm lâm sàng cho thấy không có vấn đề gì với cephalicin ở mức liều đã khuyến cáo. Đã có những thông báo lẻ tẻ về cephalicin làm giảm tác dụng của estrogen trong thuốc uống tránh thụ thai. Cholesteramin gắn với cephalicin ở ruột làm chậm sự hấp thu của chúng. Tương tác này có thể ít quan trọng. Probenecid làm tăng nồng độ trong huyết thanh và tăng thời gian bán thải của cephalicin. Tuy nhiên, thường không cần phải quan tâm gì đặc biệt. Tương tác này đã được khai thác để điều trị bệnh lậu. 9 xử trí khi quá liều. Sau khi quá liều cấp tính, phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tuy nhiên có thể gây quá mẫn thần kinh cơ và cơn động kinh, đặc biệt ở người bệnh suy thận. Xử lý trường hợp quá liều cần xem xét đến khả năng quá liều, tương tác thuốc và dược động học bất thường của thuốc. Không cần phải thực hiện rửa dạ dày trừ khi đã uống gấp 5 đến 10 lần liều bình thường. Lọc máu có thể giúp đào thải thuốc khỏi máu nhưng thường không cần. Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông khí và truyền dịch. Ngoài ra, cho uống than hoạt nhiều lần để thay thế hoặc thêm vào việc rửa dạ dày. 10. Dược động học Cephalicin hầu như được hấp thu hoàn toàn, ngay cả khi có sự hiện diện của thức ăn và không bị ảnh hưởng bởi các bệnh đường tiêu hóa. Sau khi cắt một phần dạ dày, chứng thiếu axit chlorhydric vàng da hay bệnh có túi thừa ở tá tràng hay hỏng tràng. Thuốc được đào thải với nồng độ cao qua nước tiểu. Thời gian bán hủy thường khoảng từ 1 giờ, nhưng lâu hơn ở trẻ sơ sinh. Xem liều lượng. Cefalexin có mức độ an toàn cao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.